Hôm nay thì tôi sẽ không dạy gì hết. Mà buổi học hôm nay là buổi để tôi đào tạo tất cả chúng ta sẽ trở thành hoa hậu. Và hôm nay thì tôi có mời đến đây một hoa hậu dày dặn kinh nghiệm, sẽ lên thị phạm cho tất cả chúng ta cách để trở thành một hoa hậu nó như thế nào. Xin mời cô. Cô đồng nát Miss Grand Thanh. Rất là tuyệt vời. Bây giờ mời học sinh 6 lên để chúng ta có thể rèn luyện. Hồng 6, Miss Grand, quê hương Thanh Hóa. Rồi rồi, đọc như thế là đúng. Nhưng cái từ Thanh Hóa mình phải làm sao nó tự hào mà. Nó phải như này này. Thanh Hóa. Đấy, làm lại đi. Thanh Hóa. Tuyệt vời. Tôi rất tự hào về học sinh của tôi. Tôi xin phép là tôi tặng trước cái vương miện để cho học sinh có thêm động lực. Cả lớp vỗ tay. Rồi, ơi. Rồi, học sinh về chỗ này. Rồi, học sinh có ý kiến gì nào? Thầy ơi, chứ như tỉnh khác thì gọi như thế nào? Bây giờ tôi sẽ thị phạm cho tất cả mọi người một tỉnh thành khác để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cách đọc của hoa hậu như nào. Hùng Dơm, Miss Grand, Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa thầy, em làm được luôn ạ. Rồi học sinh đứng dậy làm thử tôi xem nào. Thành thành thế, Miss Grand, rừng 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 rừng. Rồi, đủ rồi. Ban tổ chức chương trình hoa hậu đấy à? Tôi phát hiện ra một tài năng nó đẳng cấp lắm. Vâng.